Tin tức giả mạo vốn không phải là một vấn đề mới trên Facebook tại Việt Nam. Nhưng đêm qua ngày 25 tháng 12, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam khi nhận được tin nhắn khuyến cáo về việc tắt điện thoại và các thiết bị điện tử vì trái đất có bức xạ cao vẫn bị rơi vào bẫy lửa này. Đáng nói là để tăng độ xác tín cho thông tin trên, bức ảnh còn trích dẫn nhiều nguồn như Singapore TV, Google, NASA và BBC. Ngoài ra, nội dung bức ảnh còn đánh vào cảm xúc của người nhận được thông qua việc kêu gọi chia sẻ đến những người thân và quan trọng đối với mình. Theo Snopes, trang web chuyên để kiểm tra các thông tin giả mạo, thông tin này bắt nguồn từ nước ngoài vào năm 2014 và hoàn toàn không có thật. Tia vũ trụ là tên gọi chung cho những tia bắt nguồn từ bên ngoài trái đất và phần lớn những tia này đều bị từ trường quanh trái đất giảm nhẹ, triệt tiêu hoặc làm lệch hướng. Vì vậy, ảnh hưởng của những tia này là vô hại đối với các thiết bị điện tử cũng như con người.